là phần bộ môn thần kinh. Thì anh cũng sẽ là người chia sẻ với các bạn với chủ đề này. Anh cũng rất là mong là các bạn sẽ có được những thông tin cập nhật, và cũng rất là mong là các bạn sẽ tham dự vào trong buổi học tốt hơn. Tại vì lần trước thì chúng ta gần như không có một cái tương tác nào cả. Mọi thứ thì cũng tùy vào cái quyết định của các bạn thôi. Có hai điều trước khi mở bài thì anh cũng nói rõ là cái bài hội chứng Guillain-Barré này là một cái bài rất là kinh điển, và hiện nay thì đã có trong tài liệu của bộ môn thần kinh, trong quyển giáo trình của thần kinh học. Thậm chí là tất cả một số bạn đã học ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có thể đã từng gặp anh trong cái bài hội chứng Guillain-Barré này rồi. Các bạn có thể cũng đã có sẵn trên tay tài liệu về hội chứng Guillain-Barré của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông qua những cái bài giảng liên quan đến chương trình đào tạo Y5 dành cho sinh viên Y5. Cho nên thì anh sẽ không có trình bày lại toàn bộ những cái nội dung cơ bản về hội chứng Guillain-Barré giống như là cái bài giảng Y5 được nữa. Ngược lại thì các bạn sẽ học vẫn bám trên những cái bài giảng cơ bản đó để các bạn tham gia vào kỳ thi, cũng như là các bạn sẽ vẫn thực hiện, vận dụng và thực hiện trong quá trình làm việc của mình sau này. Bởi vì nó là một cái bài quá là kinh điển, quá là rõ ràng trong sách vở rồi, cho nên thì các bạn hoàn toàn có thể tìm đọc được trong tài liệu. Anh sẽ nói một những cái phần khác, những cái thông tin có vẻ nó sẽ hơi cao hơn một chút liên quan đến những cái cập nhật về hội chứng này. Có thể phần trình bày nó sẽ cao hơn cái mức mong đợi của các bạn, hoặc là các bạn sẽ cảm thấy nó không có phù hợp với mình. Tuy nhiên thì cái điều anh muốn là chúng ta sẽ học thêm được điều gì đó, chứ không phải là học lại một cái hội chứng Guillain-Barré đã được học rồi. Trong quá trình trình bày, anh sẽ cố gắng chia sẻ lại những thông tin cơ bản trong những cái slide có nội dung liên quan. Thì nếu như các bạn cảm thấy khó khăn hoặc là khó hiểu gì đó thì các bạn có thể bật mic lên để chúng ta sẽ dừng lại và chia sẻ sâu hơn về những cái điều đó. Một lần nữa anh nhắc lại là bài giảng chính thức và liên quan đến thi cử nó vẫn là một cái bài cơ bản cũ. Các bạn hoàn toàn có thể tìm được trong tài liệu của giáo trình thần kinh học. Nếu các bạn thấy là cái buổi giáo trình này cũng sẽ có hữu ích cho mình trong quá trình mình thực hành thì mình có thể mua luôn và mình để trong nhà, khi nào mình cần thì mình xem. Các bạn cũng có thể tìm những cái bài cơ bản này trong các cái phác đồ điều trị của tại bệnh viện mình, cũng như là những cái cơ sở y tế mà có tham gia vào điều trị hội chứng Guillain-Barré thì chắc chắn sẽ có cái bài cơ bản như vậy. Nếu mà các bạn hỏi anh về tài liệu để cho các bạn học á, thì nó sẽ không phải là cái bộ slide mà anh sắp trình bày ở đây. Nó bộ slide mình trình bày ở đây là anh muốn cập nhật thêm để các bạn có thêm kiến thức cởi mở hơn, nhiều hơn, bởi vì chúng ta cũng đã học sau đại học rồi. Dù sao đi nữa thì cũng là một lần chúng ta học những điều mới. Thì đó là những cái điều mà anh muốn nhắc. Nội dung mà anh sẽ chia sẻ đến các bạn sẽ gồm có những cái nội dung quan trọng. Thứ nhất là cập nhật về thuật ngữ, thứ hai là cập nhật về bệnh sinh, thứ ba là cập nhật về chẩn đoán, và thứ tư là cập nhật về điều trị. Tới đây thì anh cũng nhắc lại cái thông điệp mà anh đã chia sẻ trong buổi học lần trước. Rất mong là tất cả các bạn chia sẻ với nhau rằng là chúng ta sẽ không có ghi âm và phát tán cái bài giảng này lên trên mạng, trên YouTube hay là bất kỳ ở đâu. Bởi vì quan điểm của anh là những cái kiến thức này nó chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn thôi, không phải là kiến thức trường tồn vĩnh viễn, cho nên là chúng ta không có cần thiết phải đăng tải trên các cái hệ thống thông tin đại chúng, cũng chẳng có lợi ích gì. Rất mong là các bạn hiểu rõ những điều đó và không ghi âm và không phát tán. Đầu tiên thì anh xin cập nhật một phần liên quan tới thuật ngữ về hội chứng Guillain-Barré. Tại sao chúng ta phải nhắc câu chuyện này thì nó cũng khá là quan trọng. Nếu như mà các bạn nhớ thì trong cái những cái chương trình học hoặc là anh đã từng chia sẻ đó, thì hội chứng Guillain-Barré được mô tả đầu tiên vào năm 2016, ngày 25 tháng 7 2016, bởi ba cái người tác giả chính là Jean Gulen và tác giả Barré, Jean Alexandre Barré và tác giả André Strong. Thì ông Gulen và ông Barré á, là hai nhà thần kinh học người Pháp, và tác giả Strong là người trẻ hơn, là một chàng tạm gọi là nội trú hoặc là bác sĩ trẻ từ Anh để sang Pháp chỗ cái viện thần kinh của Gulen và Barré để học thôi. Và ba ba người này gặp một cái tình huống về một người lính bị yếu nhẹ hai chân,
Và sau đó thì người lính là diễn tiến tăng dần theo một cái kiểu là diễn tiến yếu hai chân lan lên dần lên tứ chi, mà chúng ta đã từng được nghe mô tả giống như là một cái bệnh cảnh Guillain-Barré. Thì người ta mới lục lại trong y văn thì thấy rằng là từ những cái mô tả trước đó khoảng thế đầu thế kỷ 19, rồi đến năm 1958 là tác giả Landry là cái hình mà anh để kế bên thì cũng đã từng mô tả những cái câu chuyện tương tự như vậy. Cho nên người ta mới đặt cái tên cái bệnh này là hội chứng Guillain và Barré. Các bạn nhớ chữ Guillain tận cùng không có chữ E, chữ Barré tận cùng có dấu sắc. Thì khi mình viết, cố gắng mình viết cho đúng. Và đây được gọi là hội chứng Guillain-Barré kinh điển. Nếu mà chúng ta đã từng đọc sách vở thì chúng ta sẽ nhớ đây cái thuật ngữ nó là AIDP, dịch ra tiếng Việt là bệnh đa rễ và dây thần kinh mất myelin cấp tính. A là cấp tính ha, A là acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, thì chúng ta dịch ra tiếng Việt là bệnh đa rễ và dây thần kinh hủy myelin cấp tính. Nếu như các bạn đọc là tất cả các quyển sách cũ thì các bạn luôn có cái câu như vậy, và mình gần như mình nhớ chắc chắn là hội chứng Guillain-Barré là bệnh đa rễ và dây thần kinh mất myelin cấp tính. Thì cái đó được gọi là hội chứng Guillain-Barré kinh điển. Tuy nhiên thì câu chuyện không có dừng lại ở đó, mà năm 1956 thì tác giả tên là Miller Fisher đã mô tả một cái tình huống là một cái bệnh thần kinh không rõ căn nguyên, cấp tính mà không có thường gặp, mà với một cái biến thể là có liệt thần kinh, liệt vận nhãn, thất điều và mất phản xạ gân cơ. Thì sau này người ta gọi đây là hội chứng Miller Fisher. Hội chứng Miller Fisher, tác giả Miller Fisher là cái là hình anh đã để trên slide cho các bạn. Thì Miller Fisher là một người thôi chứ không phải là hai người. Miller Fisher là một người, và ông đã từng mô tả một cái tam chứng có tên là liệt vận nhãn, thất điều và mất phản xạ gân cơ, và tam chứng này được gọi tên là hội chứng Miller Fisher luôn. Chúng ta thấy rõ ràng là hội chứng Miller Fisher này, người bệnh mình không có thấy cái nổi trội, cái biểu hiện là bệnh đa dây thần kinh ở trong cái hội chứng này, nhưng mà nó vẫn được xem là một một thể của hội chứng Guillain-Barré, trong khi cái hội chứng Guillain-Barré mình mô tả ở trên là bệnh đa rễ và dây thần kinh mất myelin cấp tính, thì hội chứng Miller Fisher là một cái gì đó nó có vẻ lạc lòi ra khỏi cái định nghĩa ở phía trên. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải nắm. Đến năm 1957 thì tác giả Erwin Bickerstaff, ông cũng mô tả một cái biến thể có tên là viêm thân não. Viêm thân não Bickerstaff, mà cái viêm thân não Bickerstaff này nó lại là một cái hội chứng quan được ghi nhận là nó có tình trạng liệt tiến triển y hệt như là hội chứng Guillain-Barré vậy. Và sau này người ta gọi là viêm não Bickerstaff này cũng là một biến thể của hội chứng Guillain-Barré luôn. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao có những cái điều như vậy trong quá khứ từ rất là lâu rồi, từ năm 1957 tới bây giờ mà người ta vẫn gọi là Guillain-Barré, thì nó phải như vậy, thì cái hội chứng này nó được gọi tên dựa trên cái bệnh sinh của bệnh. Thì một lát nữa trong phần chia sẻ bệnh sinh thì anh sẽ chia sẻ rõ hơn về cái đặc điểm của cái hội bệnh sinh của hội chứng Guillain-Barré cho các bạn. Tuy nhiên qua câu chuyện này chúng ta đã thấy có thêm một cái thuật ngữ nữa là viêm não Bickerstaff. Nếu như trong lớp học của chúng ta hôm nay có một số bạn thuộc về chuyên ngành nội khoa, các bạn thuộc gây mê, các bạn thuộc nhóm hồi sức cấp cứu, thì các bạn sẽ biết được rằng là chúng ta có thể gặp viêm não Bickerstaff trong quá trình thực hành của mình. Nếu chúng ta không biết cái thuật ngữ này, đôi khi chúng ta sẽ bỏ sót bệnh 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 lý này. Thì cái hình ảnh viêm não Bickerstaff là một cái tình trạng mà đứa trẻ có một cái bệnh cảnh yếu thiếu yếu liệt tiến triển giống hệt như là hội chứng Guillain-Barré vậy, nhưng mà trên cộng hưởng từ thì lại thấy có cái tổn thương ở khu vực cầu não và quanh cuống não và quanh cống não và quanh cống não. Thì cái đặc điểm viêm não Bickerstaff này, chúng ta sẽ có hai điều có thể sẽ bỏ sót. Một là chúng ta sẽ không chụp cộng hưởng từ. Hai là chúng ta chính vì không chụp cộng hưởng từ nên chúng ta không có biết là có sự tồn tại những cái sang thương trên vùng cầu não này. Thì chúng ta cũng không có biết được là có cái tình huống này xảy ra nếu chúng ta không có chú ý. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ ra quyết định chụp cộng hưởng từ cho những trường hợp mà chúng ta nghĩ trên lâm sàng là yếu tố chi kiểu của hội chứng Guillain-Barré? Thì các bạn sẽ chú ý rằng là chúng ta sẽ đặt ra cái tình huống này khi người bệnh có thêm những cái biểu hiện của khu vực cầu não và đặc biệt là có liệt vận nhãn. Như vậy thì hội chứng Miller-Fisher là một trong những cái hội chứng mà bắt buộc chúng ta phải chụp cộng hưởng từ.
Tại vì bệnh nhân có liệt vận nhãn mà chúng ta không chụp cộng hưởng từ, chúng ta có thể bỏ sót những cái sang thương khác. Thì chúng ta cũng thấy cái sự liên hệ này bởi vì năm 1956 thì tác giả Miller Fisher đã mô tả được Miller Fisher, thì năm 1957 tác giả Bickertaft Tát một năm sau thôi là mô tả được thêm một cái hội chứng mới. Điều này đồng nghĩa rằng là trong một năm đó người ta đã tiến hành chụp thêm những cái cộng hưởng từ cho những cái người bệnh, chụp cộng hưởng từ hoặc là CT cho những cái người bệnh Guillain-Barré, và từ đó người ta phát hiện ra cái tình huống như này. Và tác giả Erwin Bickerstaff đã mô tả ra được thêm một cái bệnh mới, đó là bệnh viêm não Bickerstaff. Vì viêm não Bickerstaff có thể có những đặc điểm của Miller Fisher, có thể là một cái tình huống của Guillain-Barré mà có thêm những cái biểu hiện của cầu não. Điều thứ hai các bạn cũng nên lưu ý là có những trường hợp mình chụp ra có sang thương cầu não thì chúng ta lại đổi cái chẩn đoán đi, chúng ta chẩn đoán là viêm cầu não hay là những cái bệnh lý viêm não gì đó, mà chúng ta cũng quên rằng là sang thương này chính là sang thương điển hình của viêm não Bickerstaff. Thì nếu mà chúng ta không nhận diện đây là viêm não Bickerstaff, chúng ta sẽ đi sai hoàn toàn trong chiến lược điều trị của người bệnh luôn. Thì đó là những cái điều mà anh đã chia sẻ, là tại sao trong buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta lại chia sẻ những điều mới mà chúng ta không nói lại cái câu chuyện nguyên si của Guillain-Barré như là anh đã từng chia sẻ trên giảng đường Y5, cũng như là đã từng viết từng rất là nhiều những cái bài viết. Ở năm 1995, trên tạp chí Brain, các bạn thấy một cái tạp chí là về não, nhưng mà lại có một cái bài báo là hội chứng Guillain-Barré ở khu vực phía Bắc của Trung Quốc có liên hệ chặt chẽ với Campylobacter jejuni và một cái kháng thể anti-glycolipid. Tác giả của bài báo này là người Trung Quốc. Thì bài báo này dấy lên một cái câu chuyện rất là thú vị, đó là khi mà nhiễm vi khuẩn Campylobacter jejuni thì gây ra một cái phản ứng tạo ra kháng thể, và cái kháng thể này nó mới kháng lên cái glycolipid và từ đó gây ra cái hội chứng Guillain-Barré được ghi nhận ở khu vực phía 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 Bắc của Trung Quốc. Và cái thể của hội chứng Guillain-Barré này được các tác giả mô tả đó là tổn thương sợi sợi trục thần kinh, chứ không phải là tổn thương myelin nữa. Tới đây thì các bạn lại nhận ra một cái khái niệm là hội chứng Guillain-Barré có thể tổn thương sợi trục, chứ không phải là hội chứng Guillain-Barré là bệnh mất myelin như trước đây nữa. Nên cái định nghĩa nào mà các bạn đã từng thấy trong các cái phác đồ điều trị, các cái quyển sách, các tài liệu tiếng Việt mà có câu hội chứng Guillain-Barré là bệnh đa rễ và dây thần kinh mất myelin cấp tính, thì thuật ngữ này được xem như là sai, không còn chính xác nữa. Mà hội chứng Guillain-Barré mình đọc có thể đọc ngược lại, bệnh đa rễ dây thần kinh cấp, bệnh đa rễ và dây thần kinh hủy myelin cấp tính là một thể của hội chứng Guillain-Barré mà thôi, chứ không phải là tất cả hội chứng Guillain-Barré đều là bệnh đa rễ và dây thần kinh mất myelin như là chúng ta đã từng học. Anh rất là mong sau cái phần chia sẻ này, những bạn đang tham dự vào trong buổi học sẽ thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ trong đầu của mình. Hội chứng Guillain-Barré không phải là chỉ mất myelin nữa. Các bạn giúp anh nhớ điều này để mình thay đổi luôn cả thực hành. Còn bạn nào không tham dự vào trong buổi học ngày hôm nay thì thôi, anh cũng không thể nào sửa cho tất cả mọi người được. Và cái thể mà tác giả Hồ năm 1995 mô tả được gọi là AMAN, AMNA, và nó ra viết đầy đủ là Acute Motor Axonal Neuropathy, có nghĩa rằng là tổn thương sợi trục vận động. Nhưng mà câu chuyện nó cũng không dừng lại ở đó. Đến năm 2004 thì tác giả Lewin đã đăng một cái các cái biến thể đến 2004 của hội chứng Guillain-Barré, là gồm có các cái biến thể mà chúng ta đã thấy trên cái bảng này, gồm có AIDP điển hình và AIDP biểu hiện khu trú từng vùng, có thể vận động đơn, có thể cảm giác đơn thuần, có thể thần kinh thực vật, có thể Miller Fisher và có thể sợi trục. Thì đây chúng ta sẽ thấy rằng là có sáu cái có những cái thể chính là AIDP, thể cảm giác đơn thuần, thể thần kinh thực vật, thể Miller Fisher và thể sợi trục. Thì trong sợi trục có hai thể, cho nên trong các cái bài của Y5 mà các bạn đã từng học thì chúng ta có tất cả là sáu thể của hội chứng Guillain-Barré. Nhưng mà cái này nó cũng chỉ đúng đến 2004 thôi. Cho đến nay, đến 2016, trong một cái đợt cập nhật mới về hội chứng Guillain-Barré, thì các bạn cũng đã thấy cái bảng phân loại mới của hội chứng Guillain-Barré có trong cái quyển giáo trình thần kinh học của bộ môn thần kinh xuất bản năm 2021. Cho nên các bạn cố gắng tìm cái tài liệu này để đọc.
trong cái bài tài liệu đó thì cũng có những cái thông tin liên quan tới bài đau đầu một phần trong cái bài mà anh đã chia sẻ hôm bữa thứ năm tuần rồi với các bạn. Đến đây thì chúng ta thấy rằng định nghĩa của hội chứng Guillain-Barré nó không còn là một cái định nghĩa mà các bạn đã từng học như là bệnh đa rễ và mất dây thần kinh mất myelin cấp tính nữa, mà chúng ta đã có một cái định nghĩa khác hơn. Từ khoảng 2008 thì chúng ta đã có cái định nghĩa là bệnh đa hội chứng Guillain-Barré là một cái bệnh đa dây thần kinh cấp tính thôi. Tuy nhiên thì người ta lại cảm thấy cái định nghĩa này nó không có phủ được hết tất cả vấn đề của người bệnh. Nếu mình chỉ nói là bệnh đa dây thần kinh cấp tính thôi thì nó có rất là nhiều những căn nguyên khác, cho nên là những cái bệnh lý khác thì không có giải thích được hết toàn bộ. Và không phải là ví dụ như bệnh đa dây thần kinh cấp tính do rượu, bệnh đa dây thần kinh cấp tính do thuốc, bệnh đa dây thần kinh cấp tính do những cái căn nguyên khác thì không thể gọi là hội chứng của Guillain-Barré được. Nó không có cùng một cái cơ chế bệnh sinh thì không có gọi là một bệnh được. Cho nên 2016 thì người ta lại dùng một cái thuật ngữ là bệnh thần kinh ngoại biên tự miễn dịch cấp tính. Các bạn thấy ha, hội chứng Guillain-Barré là thuật ngữ dùng để mô tả một bệnh thần kinh ngoại biên tự miễn dịch cấp tính với biểu hiện đặc biệt là tình trạng yếu liệt vận động tiến triển của các cái chi kết hợp với tình trạng mất phản xạ gân cơ hoặc là giảm phản xạ gân cơ. Thì các bạn thấy cái định nghĩa này, trong cái định nghĩa này nó xuất hiện hai cái cụm từ quan trọng. Một nó là bệnh thần kinh ngoại biên do cơ chế tự miễn dịch. Thì bây giờ nó không gọi là mất myelin nữa mà nó gọi là autoimmune. Bệnh thần kinh mà do cơ chế autoimmune này chúng ta có rất là nhiều các bạn. Đến hiện thí dụ cái tài liệu này chúng ta đang nhìn đây là 2016, nhưng mà thực ra đến 2021, 2022 chúng ta có rất 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 là nhiều bệnh thần kinh do cơ chế miễn dịch. Anh nói là bệnh thần kinh chứ không nói thần kinh ngoại biên. Bệnh thần kinh ngoại biên do miễn dịch thì cũng có rất là nhiều. Trong đó có hội chứng Guillain-Barré. Và ngày 26 tháng 2 tới thì Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức một cái chương trình CME với chuyên đề là bệnh thần kinh ngoại biên do tự miễn dịch. Nếu bạn nào có quan tâm, chúng ta có thể vào trang web hoặc là cái phòng khoa học của Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta xem thông tin, và nếu mà thấy hứng thú thì chúng ta tham dự vào cái chương trình CME đó. Qua đó chúng ta có thể học được thêm một số cái câu chuyện, mặc dù nó cũng hơi chuyên sâu, không có phù hợp lắm với các bạn làm nội khoa tổng quát hoặc là những cái chuyên khoa khác ngoại khoa này nọ. Nhưng mà cái thông tin thứ hai trong cái cụm từ này, chúng ta vẫn thấy có hai cái đặc điểm nổi trội đã được ghi trong tiêu chuẩn Asbury để chẩn đoán bệnh đa dây thần kinh, bệnh Guillain-Barré như mà chúng ta đã từng học. Để chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré, chúng ta sẽ dùng tiêu chuẩn Asbury được đưa ra vào năm 1990. Nếu mà bạn nào đã từng học với anh trên giảng đường y sinh viên E5, các bạn sẽ nhớ anh đã từng nói hội chứng cái tiêu chuẩn Asbury được đưa ra năm 1990, trong khi cái thể lâm sàng thể trục được đưa ra vào năm 1995. Vậy thì nó bị lỗi thời, nó không có hợp thời. Tuy nhiên đến 2016, cái định nghĩa của hội chứng Guillain-Barré vẫn giữ lại hai tiêu chuẩn chính của hội chứng Guillain-Barré, đó chính là yếu chi tiến triển và mất phản xạ gân cơ. Thì trong tiêu chuẩn Asbury chúng ta cũng có hai đặc điểm bắt buộc và cần phải có là yếu liệt tiến triển và mất phản xạ gân cơ, là hai đặc điểm không thể không có trong hội chứng Guillain-Barré. Yếu chi tiến triển thì có thể có trong bệnh khác, mất phản xạ gân cơ cũng có thể có trong bệnh khác. Cả hai đặc điểm này cùng xuất hiện cũng có thể có trong bệnh khác, ví dụ như là viêm tủy chẳng hạn. Viêm tủy thì có thể yếu chi tiến triển cộng với mất phản xạ gân cơ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn chẩn đoán đây là hội chứng Guillain-Barré, bắt buộc chúng ta phải có thêm những cái thông tin đây là một cái bệnh thần kinh ngoại biên, đó là điều rất quan trọng. Cấp tính cũng rất quan trọng và được nghĩ là do cơ chế tự miễn dịch. Cũng trong một cái tài liệu khác năm 2016 thì người ta cũng tác giả Hugh Wilson và tác giả Jack Cope cũng như là tác giả Do, thì đây là những cái mình tạm gọi là những cái nhà thần kinh ngoại biên đang đang gọi là huyền thoại về thần kinh ngoại biên, vẫn đang sống. Những ông này rất là những ông trùm về bệnh thần kinh ngoại biên, trong đó có trùm về Guillain-Barré. Và tại sao anh lại giữ cái mốc là 2016? Đó chính là cái thời điểm mà tròn 100 năm ngày mô tả hội chứng Guillain-Barré. Thì trong cái thời điểm 100 năm mô tả hội chứng Guillain-Barré đó, người ta đã nhìn lại toàn bộ lịch sử phát triển cũng như tất tần tật các vấn đề liên quan đến hội chứng Guillain-Barré, và người ta cập nhật lại. Và đó cũng là chính lý do hôm nay anh có một cái bài cập nhật cho các bạn cũng liên quan đến hội chứng Guillain-Barré luôn. Khi mà chúng ta nói về khái niệm cập nhật về một hội chứng hoặc một bệnh lý khiến chúng ta cực kỳ hứng thú, bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là tất cả mà cái bệnh mà chúng ta đang theo dõi,
có thể sẽ có những cập nhật mới trong khoảng thời gian rất là gần. Anh cũng không biết hết về chuyên khoa của các bạn đang tham dự vào trong buổi ngày hôm nay, nhưng anh tin chắc rằng với mỗi bạn chúng ta đều có hứng thú với một bệnh nào đó. Và khi mà trong cái chuyên khoa của mình hứng thú với một cái loại bệnh nào đó thì mình cũng cũng chắc rằng mỗi 5 năm hoặc là bao nhiêu đó thì cái căn bệnh này sẽ có những cái cập nhật nhất định, và y khoa không phải là những cái kiến thức trường tồn mãi mãi được, chắc chắn nó sẽ có những cái thay đổi theo thời gian. Cá nhân anh thì rất là hứng thú với hội chứng của Guillain-Barré này kể từ khi học về và làm về chuyên ngành thần kinh. Nó cũng có những nó rất rất là nhiều những cái thay đổi theo thời gian khiến chúng ta cần phải thay đổi và cập nhật, và cũng là lý do tại sao anh nói là các bạn không cần phải thu âm để phát những cái bài giảng này trên hệ thống thông tin đại chúng, bởi vì nó chả có ý nghĩa gì khi mà vài năm năm tới sẽ có những cái cập nhật mới. Thì đây là những cái thể mới mà anh có thể cập nhật một phần cho các bạn. Anh cập nhật những cái thể mới này, anh không có mong đợi là các bạn sẽ thuộc những cái thể này. Nếu như các bạn không phải là bác sĩ chuyên ngành thần kinh hoặc các bạn không có nhiều hứng thú với việc làm hội chứng của Guillain-Barré, chắc chắn các bạn sẽ không có thể nào nhớ những cái thể lâm sàng mới như thế này được. Điều mà anh muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy hiểu về hội chứng của Guillain-Barré một cách cởi mở hơn. Những kiến thức mà chúng ta đã từng có trên giảng đường thời sinh viên Y5, chúng ta đã từng lưu giữ về hội chứng này quá lâu trong suốt những năm tháng đại học cũng như là đi làm vừa qua. Thì sau cái đợt học này, sau cái cơ hội được học sau đại học này, các bạn hãy thay đổi về cái khái niệm nhận thức về hội chứng Guillain-Barré giúp anh. Tại sao chúng ta lại cần phải đưa bài này vào trong chương trình? Bởi vì cơ hội để các bạn gặp hội chứng Guillain-Barré là rất rất nhiều, và có thể đâu đó nếu chúng ta không nhận ra được thì chúng ta sẽ bị sai. Từ bác sĩ nội khoa đến bác sĩ ngoại khoa, rất nhiều cái lần chúng ta bị sai. Bản thân anh cũng đã từng gặp những câu chuyện mà bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình đã vô tình không có phát hiện ra được hội chứng Guillain-Barré, dẫn đến việc cho bệnh nhân đi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm mà không hiểu rằng là thoát vị đĩa đệm đó không có thể nào liên quan được với tình trạng yếu chi của người bệnh. Sau khi cuộc phẫu thuật đã được tiến hành thì người bệnh tiếp tục yếu và nặng nề hơn, và chẩn đoán sau đó là hội chứng Guillain-Barré chứ không phải là cái sang thương thoát cái tình trạng thoát vị đĩa đệm gây ra yếu chi. Tương tự như vậy, bản thân anh cũng có thể đã từng gặp hội chứng Guillain-Barré bị lầm lẫn trong các cái chuyên khoa khác, cho nên rất mong là các bạn sẽ nhận diện sớm hội chứng Guillain-Barré bằng những cái kỹ năng kiến thức của mình có được. Như vậy thì chúng ta sẽ không còn một cái hội chứng Guillain-Barré bắt buộc phải yếu tứ chi, phải liệt tứ chi nữa, mà hội chứng Guillain-Barré có thể yếu khu trú một cái vùng nào đó, ví dụ hùng hầu họng, hai chân đơn thuần, liệt mặt và dị cảm chi, liệt vận nhãn, liệt dây dây sáu và dây sáu và yếu ngọn chi, vân vân. Hội chứng Guillain-Barré có thể bị lầm lẫn trong khá là nhiều những bệnh lý khác. Các bạn không thể nhận diện ra được thì cái điều anh mong đợi đó chính là các bạn sẽ hội chẩn và chia sẻ thông tin với các đồng nghiệp khác trong bệnh viện của mình có chuyên ngành hoặc có hiểu biết về hội chứng Guillain-Barré để các đồng nghiệp đó cùng với mình phát hiện sớm hơn. Tại sao những điều này quan trọng đến mức như vậy? Đơn giản là bởi vì hội chứng Guillain-Barré là hội chứng có thể điều trị được và có thể đem lại một cái kết cục tốt nếu chúng ta phát hiện sớm và điều trị sớm cho người bệnh. Năm 1991, chúng ta có một cái khái niệm mới nữa liên quan đến hội chứng Guillain-Barré, đó là TRF Guillain-Barré. TRF là gì? TRF có nghĩa là Treatment Related Fluctuation, là cái tình trạng hội chứng Guillain-Barré đáp ứng dao động với điều trị. Có nghĩa là mình đã điều trị hội chứng Guillain-Barré đúng cách rồi, tuy nhiên thì cái tình trạng của người bệnh vẫn không có cải thiện rồi, nhưng mà sau đó lại nặng lại. Thì khái niệm này được đưa ra vào năm 1991, có nghĩa là cách nay của chúng ta cũng đã 20 cũng là 30 30 30 31 năm rồi. Nó cũng khá là lâu rồi. Đối với bản thân anh thì có thể anh đã được biết, nhưng mà đối với các bạn thì có thể là các bạn chưa được biết. Cho nên nếu chúng ta là bác sĩ nằm trong khoa hồi sức mà chúng ta có một trường hợp hội chứng Guillain-Barré đã được điều trị nhưng mà sau đó người bệnh nặng lại, thì chúng ta cũng cần phải biết cái khái niệm này. Người ta có đưa ra những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré đáp ứng dao động với điều trị, đó là người bệnh có cái độ nặng về thang điểm của Guillain-Barré tăng lên một so với trước đó, hoặc là tổng điểm tổng tổng cái tình trạng của người bệnh đã cải thiện rồi nhưng mà là xấu lại sau 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 trong cái thời gian là 4 tuần. Có nghĩa là người bệnh đã cải thiện trong thời gian 4 tuần rồi nhưng mà sau đó thì xấu lại. Thì cái đó là những cái thông tin quan trọng.
Hội chứng Guillain-Barré cũng có thể bị tái phát với tỷ lệ đâu đó khoảng dưới 10% thôi. Và người ta cũng có cái định nghĩa liên quan đến hội chứng Guillain-Barré tái phát là khi nào có cái khoảng thời gian là lớn hơn 4 tháng giữa hai đợt, và hoặc là lớn hơn 2 tháng đối với những trường hợp mà người bệnh hồi phục hoàn toàn. Đó là cái tiêu chuẩn giữa hai đợt nó cũng rất là rõ ràng. Thì cái hội chứng Guillain-Barré tái phát thì đối với các bạn có thể là các bạn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà khi mà chúng ta thấy một người họ đã từng hội chứng Guillain-Barré rồi thì chúng ta vẫn có những tình huống là hội chứng Guillain-Barré sẽ tái phát. Và một cái căn bệnh nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý đó là CIDP. CIDP đó chính là bệnh đa rễ và dây thần kinh mãn tính. Thì đây cũng là một cái căn bệnh khá là chuyên sâu. Điều mà anh nhắc các bạn là nếu bệnh nhân hội chứng Guillain-Barré thì ta nhớ cái mốc là 8 tuần. Thì CIDP là mốc là xin lỗi, Guillain-Barré là mốc là 4 tuần. Thì Guillain-Barré là mốc là 8 tuần. Thì những trường hợp nào mà bệnh kéo dài trên 8 tuần hoặc là có những cái tình huống tái phát từ 3 lần trở lên thì người ta sẽ nghi ngờ là đó là CIDP. Và người ta cũng đã có những cái cách để có thể phân biệt được những cái hội chứng này với nhau thông qua cái biểu đồ mà anh giới thiệu trên 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 hình cho các bạn nhìn thấy. Hội chứng Guillain-Barré là hội chứng diễn tiến một pha, trong khi đó Guillain-Barré đáp ứng dao động với điều trị là diễn tiến có thể hai pha, và CIDP là một trong những tình huống là người bệnh có sẽ có diễn tiến xấu kéo dài trên 8 đến 12 tuần. Guillain-Barré cũng có thể xảy ra ở trẻ em, cũng có thể xảy ra ở trẻ em. Cho nên là cái tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré vẫn áp dụng cho người lớn lẫn trẻ em. Một số tác giả sử dụng tiêu chuẩn Brighton, thì tiêu chuẩn này có thể các bạn cũng đã được thấy trong trong chương trình đại học. Còn nếu các bạn chưa được thấy thì các bạn có thể tham khảo thêm trong quyển giáo trình thần kinh học của bộ môn. Tuy nhiên thì tiêu chuẩn Brighton là một trong những tiêu chuẩn khó thực hành đối với các bạn không quen. Phần thứ hai anh xin phép chia sẻ với các bạn đó là về cập nhật về bệnh sinh. Thì trên hình là chúng ta thấy có một cái neuron và có cái sợi trục của nó cũng như là cái bao myelin. Thì hội chứng của Guillain-Barré chúng ta sẽ có là thể tổn thương myelin cũng như là thể tổn thương sợi trục. Thì trên cái hình ở góc bên tay phải của các bạn đó là tình trạng sợi trục bình thường. Cái hình bên kế tiếp thì có những cái kháng thể. Cái kháng thể này nó sẽ tác động vào trong cái sợi trục, làm cho cái sợi trục nó bị đứt đoạn, cho nên nó sẽ gây ra cái hội chứng Guillain-Barré thể sợi trục. Còn cái hình kế tiếp là kháng thể này tác động vào bao myelin, cho nên là cái bao myelin nó sẽ bị hủy đi và cũng gây ra hội chứng Guillain-Barré thể mất myelin như là chúng ta đã từng hiểu. Như vậy chúng ta hiểu cơ chế bệnh sinh đó là xảy ra liên quan tới kháng thể. Nhưng điều đó nghe có vẻ rất là dễ hiểu, nhưng thực tế người ta lại không tìm thấy được kháng thể liên quan đến hội chứng Guillain-Barré thể mất myelin. Các bạn nhìn lên đây, người ta vẽ được cả một cái lưu đồ, người ta hình dung ra được có một cái kháng thể hình chữ Y tác động lên bao myelin, nhưng mà slide kế tiếp chúng ta thấy rằng chúng ta chưa tìm được cái kháng thể đó tên gì. Mà cái việc chưa tìm được đó nó đã được các nhà khoa học mày mò tìm kiếm từ năm 1916 đến năm 2016, và đến nay là chúng ta đã là 2022. Tới ngày hôm nay chúng ta vẫn không biết cái kháng thể nào tên gì đã gây ra hội chứng của Guillain-Barré trong suốt một khoảng thời gian cả trăm năm như thế. Cái điều này nó tạo ra một cái sự hấp dẫn cực kỳ cho một cái căn bệnh đã và đang tồn tại trên thế giới, làm thách thức mọi cái sự tìm kiếm của các nhà khoa học. Những hội chứng của Guillain-Barré được mô tả sau, ví dụ các bạn thấy là hội chứng của Guillain-Barré thể sợi trục được mô tả từ năm 1995, Milne-Fischer được mô tả từ năm 1956, viêm não Bicker Táp được mô tả từ năm 1957. Thì chúng ta đã thấy những cái kháng thể GM, GD, GT và GQ, những cái kháng thể đã được mô tả rõ ràng. Những cái biến thể mới được mô tả, ví dụ là biến thể hầu, cổ, vai, cánh vai, hay là những cái biến thể khác, thì lại được biến thể liên quan đến liệt vận nhãn đơn thuần hoặc là thất điều đơn thuần, thì lại có kháng thể khá là rõ ràng, không có vấn đề gì. Nhưng mà cái thể kinh điển thì lại không có. Thật sự các bạn thấy nó khá là thú vị đúng không ạ? Nó tạo ra một cái câu chuyện mà khiến người ta phải tiếp tục tìm hiểu về cái hội chứng này và không thể dừng lại được. Câu chuyện gần đây được các tác giả mô tả khá là nhiều liên quan đến các kháng thể, là liên quan nãy mình có nói một cái kháng thể tên là kháng thể anti glycolipid, thì bây giờ chúng ta lại có anti lăng leucocyte hoặc là anti
liên quan đến các cái tế bào liên quan đến trung gian tế bào thần kinh, thì những cái kháng thể này nó chủ yếu là được mô tả ở đây là GM, GD, GQ, GT vân vân. Thì những kháng thể này nó đã được tìm kiếm được, trong khi những kháng thể khác thì chúng ta lại không thấy. Và trong đó có một cái thuật ngữ khá là quan trọng, đó là nodobara. Nodo có nghĩa là ngay cái chỗ nốt ranvier là cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ mà nói giữa bao myelin và cái cuộn myelin thứ nhất và cuộn myelin kế tiếp. Thì paranodal là cái khoảng nằm sát bên, cái khoảng nằm cận kề ngay chỗ này, ngay sát bên cái nút ranvier mà liên quan đến cái phần của bao myelin các bạn. Thì đây là cái hình ảnh cho chúng ta thấy những cái khái niệm liên quan tới nodal và paranodal. Nodal là cái nút mà nằm ngay đây, còn paranodal là cái phần của bao myelin mà trước khi nó mở cái khoảng trống cho cái nốt này, cái nốt này, paranốt và nốt. Thì cái nốt ranvier nữa là cái phần trống không có myelin, đây chính là sỏi trục không. Paranốt là cái phần nằm ở cạnh đó. Thì những cái bệnh lý nốt và paranốt là một trong những cái bệnh lý rất rất là được quan tâm trong khoảng thời gian gần đây liên quan tới bệnh lý Guillain-Barré. Bởi vì hội chứng Guillain-Barré không tìm được 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 kháng thể, nên người ta đặt ra một câu hỏi là liệu rằng là có cái sự tồn tại của mạng lưới gen hoặc là cái con đường nào đó dẫn đến hội chứng Guillain-Barré hay không. Câu hỏi rất hay và đã được đưa ra từ cách nay khoảng 10 năm. Cho đến hiện nay người ta không có câu trả lời rõ ràng cho cái câu hỏi về gen này. Người ta cũng cố gắng hết sức để tìm kiếm, nhưng tuy nhiên người ta không thấy rõ tất cả các mối quan hệ liên quan đến gen HLA trong cái việc chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré. Rải rác đâu đó người ta ghi nhận là các hội chứng Guillain-Barré có thông tin về gen. Tới đây thì chúng ta thấy hội chứng Guillain-Barré có hai cái thông tin chính sẽ được đề cập, một là miễn dịch và hai là di truyền. Thì ở thời đại hiện nay mà chúng ta làm về ngành y, thì chắc các bạn cũng đồng ý với anh rằng chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ về di truyền và miễn dịch. Một mảng nữa là chuyển hóa, và dĩ nhiên các bạn cũng đã và đang học cái chứng chỉ về sinh học phân tử, là một trong những chứng chỉ trước đây nó vô cùng là khó và không cần thiết, nhưng hiện nay thì nó lại vô cùng cần thiết, bởi chúng ta đang đối diện với một cái thời kỳ của những bệnh lý mà liên quan đến gen, liên quan đến di truyền. Trong đó có rất rất là nhiều cái bệnh thuộc rất rất là nhiều chuyên khoa khác nhau đều có vấn đề về di truyền. Ngay cả hội chứng Guillain-Barré người ta cũng đặt ra câu hỏi đó, và đến nay thì người ta không có xác định được chính xác từ 2018, nhưng mà đến nay thì vẫn vậy thôi, người ta không xác định được chính xác. Tóm lại thì về cơ chế bệnh sinh thì các bạn thấy cái điểm mới của hội chứng Guillain-Barré là đã đưa ra được các cái kháng thể liên quan đến các cái thể sợi trục, tuy nhiên vẫn không tìm ra được kháng thể liên quan đến thể mất myelin. Khái niệm nữa người ta thấy liên quan đến các cái vị trí paranốt và nốt, và cuối cùng là một câu chuyện liên quan tới gen có thể đâu đó sẽ được quan tâm trong khoảng thời gian hiện nay và sắp tới. Phần thứ ba anh được chia sẻ với các bạn đó là cập nhật về chẩn đoán. Thì cập nhật về chẩn đoán thì chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré chúng ta sẽ dựa vào tiêu chuẩn của Atbury và Conrad năm 1990. Đây là bộ tiêu chu�n của Atbury và Conrad. Trong bộ tiêu chuẩn này nó có rất là nhiều những cái thông tin. Tuy nhiên thì trong quá trình các bạn học từ giảng đường đại học thì các bạn cũng nhớ là chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn đòi hỏi cần phải có cho một hội chứng Guillain-Barré, đó chính là liệt vận động tiến triển hơn một chi, mất hoặc là giảm phản xạ gân cơ. Những cái đặc điểm hỗ trợ cho việc chẩn đoán bao gồm diễn tiến từ 2 đến 4 tuần, tương đối là đối xứng, có giảm cảm giác nhẹ, có ảnh hưởng cho thần kinh sọ, hồi phục trong vòng 2 đến 4 tuần sau đó, có biến chứng thần kinh thực vật, không sốt lúc khởi phát và có sự thay đổi về phân ly đặng tế bào trong dịch não tủy cũng như là có điện cơ hỗ trợ. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái 6 7 6 đến 7 anh thường anh hay tính là 6 thôi, đó là cái tiêu chuẩn về lâm sàng để hỗ trợ, và hai là tiêu chuẩn cận lâm sàng để hỗ trợ. Thì chúng ta sẽ thấy là có cái đặc điểm quan trọng như vậy. Có thêm là cái điểm thời điểm là 4 tuần ha, đối xứng ha, cảm giác ha, thần kinh sọ ha, thực vật ha, không sốt lúc khởi phát ha. Đó là những cái đặc điểm rất là quan trọng. Và hai cái đặc điểm về dịch não tủy cũng như là điện cơ là hai đặc điểm cũng giúp hỗ trợ cho chúng ta trong việc xác định chẩn đoán. Thật ra thì tác giả Atbury có mô tả thêm một số cái tiêu chuẩn khác, nhưng mà các bạn không phải là chuyên ngành nên anh xin phép bỏ qua. Nãy anh có nhắc đến các bạn bộ tiêu chuẩn Brighton. Tiêu chuẩn Brighton là một cái tiêu chuẩn đã được đưa ra bởi một nhóm tác giả.
trong cái việc xác định hội chứng Guillain-Barré giữa mức độ 1, 2, 3, 4. Trong đó các đặc điểm quan trọng là yếu chi tiến triển một bên hoặc là hai bên, giảm hoặc là mất phản xạ gân cơ, diễn tiến một pha và thời điểm khởi phát đến thời điểm nặng phải lớn từ phải từ 12 đến 28 12 giờ đến 28 ngày. Dịch não tủy thì nhỏ hơn 50 tế bào, protein thì lớn hơn giá trị bình thường và điện cơ thì tìm thấy cái bất thường gợi ý đến đến hội chứng Guillain-Barré và không có tìm được một cái căn nguyên khác. Trong quá trình chẩn đoán này anh trong quá trình trình bày anh có nói là Brighton khó thực hiện. Thực ra nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại tiêu chuẩn Brighton, chúng ta thấy những điều nó đã nằm trong tiêu chuẩn Atbury thôi, cũng không có gì hơn. Một là có yếu chi tiến triển, hai là có phản xạ gân cơ, ba là diễn tiến nhỏ hơn 4 tuần, dịch não tủy, điện cơ, vân vân. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm bắt buộc phải có trong bộ tiêu chuẩn Brighton, đó chính là phải loại trừ các căn nguyên khác. Mà để loại trừ các căn nguyên khác thì không phải là câu chuyện đơn giản. Từ đó người ta sẽ đưa ra những cái mức độ chẩn đoán ở cấp độ 1, 2, 3, 4. Ở cấp độ 1 là cấp độ chẩn đoán tuyệt vời nhất, cấp độ 4 là cấp độ chẩn đoán yếu nhất. Nhưng mà cả bốn cấp độ này chúng ta thấy nổi trội là bắt buộc phải loại trừ căn nguyên khác. Bộ ra tiêu chuẩn Brighton thì bản thân anh Hiếu có việc hóa trở thành bộ tiêu chuẩn Brighton tiếng Việt để vận dụng trong quá trình thực hành lâm sàng. Các bạn có thể tham khảo thêm trong cái quyển sách của bộ môn. Về tiêu chuẩn điện cơ thì anh chỉ xin nói qua thôi, các bạn không cần biết chính xác cái nội dung ở bên trong. Có nghĩa là người ta có những cái tiêu chuẩn nhất định để chẩn đoán về AIDP cũng như là các cái bệnh bệnh điện cơ khác. Ví dụ như là tiêu chuẩn cho cái thể Amman cũng như là tiêu chuẩn cho thể Amsan vân vân. Thì tất cả cái này đều có tiêu chuẩn chẩn đoán hết chứ không phải là không có. Trong cái cơ sở thực hành của các bạn, nếu như mà chúng ta làm việc chung với các đồng nghiệp chuyên ngành về thần kinh và các đồng nghiệp mà có kỹ năng đo điện cơ và giải quyết kết quả điện cơ tốt, thì đó là những cái phương tiện hỗ trợ rất tốt cho chúng ta trong quá trình thực hành nếu chúng ta có gặp hội chứng của Guillain-Barré. Tuy nhiên nếu tại cơ sở y tế chúng ta cái đội ngũ liên quan đến điện cơ vẫn chưa chưa có những cái được huấn luyện tốt thì có thể sẽ đẩy ra những cái lầm lẫn trong quá trình chẩn đoán và điều trị hội chứng của Guillain-Barré. Điện cơ có vai trò không chỉ là cho việc chẩn đoán mà còn giúp cho chúng ta phát hiện sớm nếu như mà chúng ta nghi ngờ hội chứng Guillain-Barré, thì cũng có những cái dấu hiệu sớm trên điện cơ giúp chúng ta nhận diện sớm và phát hiện hội chứng Guillain-Barré. Thì anh cũng đã thông qua cái phần thứ ba của hội chứng Guillain-Barré, đó chính là liên quan đến cập nhật về chẩn đoán. Thì tất cả những cái nội dung liên quan tới chẩn đoán thì các bạn lưu ý là để chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré chúng ta dựa vào một cái bộ ba, một là lâm sàng, hai là dịch não tủy và ba là điện cơ. Cho nên khi chúng ta đủ một cái bộ ba này thì chúng ta sẽ chẩn đoán được hội chứng Guillain-Barré thôi. Lâm sàng thì các bạn nhớ thì sử dụng tiêu chuẩn Atbury gồm có hai tiêu chuẩn chính là diễn tiến một chi tiến triển và mất hoặc là giảm phản xạ gân cơ. Sáu tiêu chuẩn lâm sàng gồm có là bệnh trong vòng 4 tuần, tương đối là đối xứng, có triệu chứng cảm giác, có triệu chứng thực vật, không sốt lúc khởi phát, có những cái thay đổi bất thường liên quan đến dịch não tủy kiểu phân ly đạm tế bào cũng như là có những thay đổi trên điện cơ. Phần thứ ba anh chia sẻ với các bạn đó là cập nhật về điều trị. Thì các bạn thấy trên cái hình này là các mốc, các cái cột mốc người ta tham gia và người ta đưa vào trong quá trình điều trị của hội chứng Guillain-Barré. Thì Guillain-Barré được phát hiện lần đầu năm 1916 đến năm 1985. Mãi trôi qua gần 70 năm sau thì người ta mới có một cái phương pháp điều trị chính thức, đó là truyền IVIG hoặc là thay huyết tương. Điều này các bạn đã được học trong cái chương trình của sinh viên Y5 cũng như là đã từng được, có thể là các bạn cũng đã thực hành rồi. Người ta thấy rằng là hiệu quả của IVIG và thay huyết tương đến hiện nay là chứng cứ 1A và tương đương nhau. Trước đây người ta đã từng sử dụng corticoid để điều trị hội chứng Guillain-Barré nhưng đến nay thì không nữa rồi, tại vì người ta đã chứng minh được là nó không có hiệu quả luôn. Người ta cũng cố gắng điều trị IVIG rồi kết hợp IVIG với thay huyết tương vân vân cho những trường hợp khó, không đáp ứng tốt với điều trị hoặc đáp ứng dao động với điều trị vân vân. Hiện nay thì điều trị chính của hội chứng Guillain-Barré mà được chẩn đoán có nguy cơ nặng thì đều truyền IVIG hoặc là thay huyết tương. Tùy theo cơ sở y tế của bạn đang có là gì, có thay huyết tương thì bạn dùng thay huyết tương, có IVIG dùng IVIG, tùy cái nào cũng được, không có quá là căng thẳng về chuyện này. Còn nếu mà các bạn có cả hai phương tiện trong tay thì các bạn sẽ cân nhắc
sử dụng cái nào trước, cái nào sau, hay là cái giải pháp nào thuận tiện hơn thì mình tư vấn cho gia đình. IVIG thì thuận tiện của nó là truyền nguy cơ về nhiễm trùng không có, nguy cơ về rối loạn điện giải không, nguy cơ về rối loạn huyết động cũng không có, thời gian truyền cũng chỉ có 5 ngày thôi. Trong khi đó thai huyết tương thì thời gian có thể kéo dài lên đến 2 tuần. Đây là một cái quá trình mà người ta đưa đưa huyết tương từ cơ thể ra ngoài để lọc bỏ cái kháng thể. Chính vì vậy nó cũng có những cái nguy cơ nhất định liên quan đến sử dụng thuốc kháng đông, liên quan đến tình trạng bồi hoàn thể tích tuần hoàn không phù hợp, những cái biến chứng liên quan đến cao đầu, tụt huyết áp, vân vân. Từ đó thì từ những cái câu chuyện đó thì người ta mới thì người ta mới nghĩ ra cái chuyện là người ta sẽ cân nhắc khi nào là IVIG, khi nào là thai huyết tương cho người bệnh. Các bạn chờ anh một chút xíu.
Anh xin phép các bạn anh bắt đầu tiếp, có một cái việc nhỏ nhỏ anh xin lỗi các bạn. Thì trong cái quá trình mà chúng ta học về hội chứng của Guillain-Barré thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái IVIG để điều trị. Thì các bạn trong cái slide trước đó thì anh có nói với các bạn là cái lộ trình mà người ta điều trị hội chứng của Guillain-Barré á, thì từ đến năm 1985 người ta sẽ thử nghiệm, và đến năm 1988 thì mọi cái thử nghiệm được thống nhất là hiệu quả rồi. Tùy cơ sở y tế của mình có cái khả năng nào thì mình sẽ làm cái đó. Mỗi cái đều có những cái ưu việt riêng. Một số hội chứng Guillain-Barré không đáp ứng thì người ta nghĩ ra những cái giải pháp mới sau này, trong đó có những cái thuốc ức chế bổ thể, có cái rituximab, một số cái dạng kháng thể đơn dòng khác. Đây không phải là cái kiến thức anh cần chia sẻ cho các bạn, thầy nó không phải là cái mục tiêu học tập của các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ anh IVG và thằng huyết tương là được rồi. Nhưng mà điều điều quan trọng ở đây á, là người mình thấy hội chứng của Guillain-Barré có khá là nhiều thể, thì người ta cho rằng là cái thể mà mất myelin á, thì là thể đáp ứng hiệu quả với IVIG thì không có gì để bàn cãi. Nhưng mà những cái thể khác như là thể sợi trục á, thì đã được phát hiện từ năm 1995, nhưng mà cho đến nay người ta vẫn chưa đủ những thông tin để cho thấy lợi ích hoàn toàn của IVIG cũng như thang huyết tương. Mặc dù vậy thì người ta vẫn có thể quyết định sử dụng IVIG cho tất cả các thể này, chứ không phải là vì cái thông tin này mà chúng ta không sử dụng. Trong cái bài trình bày anh có nói với các bạn một số cái tình huống hội chứng của Guillain-Barré đáp ứng dao động với điều trị, thì các tác giả cho rằng là tác giả có thể cân nhắc sử dụng liều thứ hai đối với những trường hợp mà người bệnh đáp ứng đau kém với đáp ứng dao động với điều trị. Một cái tình huống nữa là đáp ứng kém với điều trị. Đáp ứng kém với điều trị được định nghĩa là thang điểm bệnh nhân không có cải thiện, không có cải thiện, không có đạt được những cái điểm tốt hơn trong sau cái đợt điều trị. Thì như thế nào thì người ta cũng có cân nhắc việc sử dụng cái IVIG liều thứ hai. Tuy nhiên cho đến nay thì sử dụng IVIG liều thứ hai cho nhóm không đáp ứng với điều trị là không có hiệu quả. Ở đây là lưu đồ để điều trị hội chứng Guillain-Barré năm 2016, và nó cũng được tới nay luôn, chứ cũng không phải là vì 2016 mà hôm nay chúng ta bị lỗi thời. Thì các bạn thấy là đầu tiên là chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré, sau đó cho bệnh nhân vào trong những cái đơn vị chăm sóc tích cực, có thể là ICU nếu cần, trong đó có phần chăm sóc cấp cấp 1 á, chúng ta gọi là high care, cái chăm sóc cấp 1 dành cho những cái tình huống là IBC, giống như các bạn đã từng được học một cái trường hợp bất kỳ một chăm sóc nào. Chăm sóc thần kinh nói chung, và chú ý đến cái thang điểm về Guillain-Barré có nguy hiểm. Thì ở đây anh cũng không có yêu cầu các bạn phải sử dụng cái thang điểm đó là thang điểm X-Grid, nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu rằng là chúng ta cần đánh giá người bệnh xem có nguy cơ về siêu hấp và nguy cơ về nuốt hay không. Đối với nguy cơ về siêu hấp, các bạn có thể làm những động tác cực kỳ đơn giản, có thể cho bệnh nhân nâng đầu dậy, coi bệnh nhân có nâng lên khỏi giường được hay không, cho người bệnh ho mạnh, cho người bệnh phình bụng để coi cái cơ hoành có hoạt động tốt hay không. Các bạn có thể nghe giọng nói, xem bệnh nhân có uống nước được hay không, ăn uống như thế nào để đánh giá tình trạng nuốt. Nếu người bệnh có vấn đề về nuốt, có vấn đề về hô hấp thì rõ ràng là người bệnh sẽ có nguy cơ suy hô hấp. Thì việc chúng ta đánh giá suy hô hấp ngoài theo khuyến cáo chung thì chúng ta sẽ đo chức năng hô hấp. Tuy nhiên điều đó bất khả thi trong tình huống lâm sàng Việt Nam, bởi việc đo chức năng hô hấp cũng không có đơn giản thì chúng ta sẽ không đo. Vậy thì chúng ta sẽ không đo chức năng hô hấp thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta thường là sử dụng khí máu động mạch để đánh giá cái tình trạng siêu hấp của người bệnh. Và nếu có tình trạng siêu hấp của người bệnh thì chúng ta sẽ phải chỉ định can thiệp cái tình trạng hô hấp đó, đặt nội khí quản chủ động, thở máy, vân vân. Về điều trị thì chúng ta sẽ sử dụng IVIG nếu như người bệnh thỏa những cái điều kiện là thang điểm GPS lớn hơn 3, có nghĩa là trong trường hợp này người bệnh không có thể tự tự đi lại được, và không thể tự đi lại được nữa rồi, phải cần có sự có người trợ giúp, hoặc là hoàn toàn không tự đi lại được luôn. Và thời gian bệnh thì thường là sẽ nhỏ hơn 2 tuần tính từ lúc khởi phát. Thì liều của IVIG là 0,4 gram trên kg cân nặng trong tất trong 5 ngày, tổng liều là 2 gram trên kg cân nặng trong một đợt điều trị. Và cái giải pháp thứ hai là plasma exchange, là thay huyết tương. Trong trường hợp người bệnh nhẹ hơn, có nghĩa là người bệnh vẫn còn tự đi đứng được, không cần sự trợ giúp nào cả, thì chúng ta có thể là theo dõi thôi, cũng không cần phải chỉ định truyền IVIG cho những trường hợp quá nhẹ như vậy. Nếu người bệnh không diễn tiến gì nặng hơn thì chúng ta sẽ dừng lại. Nếu người bệnh diễn tiến nặng hơn thì chúng ta sẽ dựa vào tiêu chuẩn và chúng ta quyết định sử dụng IVIG.
Trên thực hành lâm sàng thì những trường hợp nào mà người bệnh đã nhập viện thì đa phần là nhẹ là nặng rồi, cho nên đa số là những cái trường hợp nhập viện thì đều cần có chỉ định điều trị cấp 1, điều trị đặc hiệu là IVIG hoặc là thay huyết tương. Những trường hợp mà còn tái khám được lui tới ở phòng khám thì còn có thể là trì hoãn, chứ còn đã vô viện thì đa phần là coi như là mất chức năng vận động. Trong song song với những cái việc đó thì chúng ta cần phải có theo dõi về hô hấp, theo dõi về tình trạng yếu liệt, theo dõi về tình trạng nuốt, theo dõi chức năng thần kinh thực vật, cũng như là theo dõi cái tình trạng đau của người bệnh. Những cái biến chứng có thể xảy ra là biến chứng huyết khói, biến chứng về loét do tỳ đè, cũng như là nhiễm trùng bệnh viện, viêm phổi, vân vân. Thì chúng ta đánh giá những cái nguy cơ bên cái ô màu hồng này. Nếu như bệnh nhân có những cái nguy cơ nào thì chúng ta sẽ xử lý tương ứng. Mà cho dù là bệnh nhân ở giai đoạn là nhập viện, hay là bệnh nhân đang truyền thuốc, hay là bệnh nhân đáp ứng dao động với điều trị hay là gì đi nữa, thì cái việc theo dõi này cũng luôn luôn là cần thiết. Thậm chí là chúng ta phải theo dõi suốt thời gian nằm viện cho đến khi bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện thì chúng ta mới cho người bệnh ra viện thôi. Trong trường hợp người bệnh đáp ứng là TRF, nghĩa là đáp ứng dao động với điều trị, thì chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng lại liều thứ hai hoặc là thay huyết tương lần hai. Hoặc là nếu mà chúng ta đổi giải pháp, nghĩa là lần trước chúng ta thay huyết tương thì lần này sẽ là IVIG chẳng hạn. Nếu mà trong trường hợp mà người bệnh tái phát nữa và chúng ta nghi ngờ đây là một cái đợt của bệnh đa dây thần kinh mãn tính thì chúng ta sẽ đẩy sang cái liệu trình điều trị của bệnh đa dây thần kinh mãn tính. Lưu ý là chúng ta phải cân nhắc tiếp những cái vật lý trị liệu phục hồi chức năng hỗ trợ cho người bệnh, cũng như là hỗ trợ về tâm lý, cũng như là hỗ trợ cho các vấn đề của người bệnh trong suốt cái quá trình theo dõi này. Thì đây là cái lưu đồ được tác giả Hodge Wilson được xem là người thầy về Guillain-Barré hiện tại. Sau những cái thế hệ trước chúng ta đã nhắc tới là Langri, Guillain-Barré, Asbury, Cornblatt, những tác nhà Milan Fischer hay là Bickerstaff vân vân, thì tác giả Hodge Wilson được xem là người thầy hiện tại về Guillain-Barré, đang sống ở Mỹ. Có một câu hỏi đặt ra là các cái bệnh gọi hội chứng Guillain-Barré này có thể liên quan đến các kháng thể anlyoside vân vân. Thì những cái câu chuyện này người ta đã đẩy những cái việc điều trị lên tới việc sử dụng các thuốc tương ứng. Tuy nhiên thì cho đến nay thì những cái sản phẩm này nó cũng chưa đạt những cái kỳ vọng. Người ta đã có nghĩ đến sử dụng kháng thể đơn dòng là rituximab. Thì Nhật là một trong những cái quốc gia mà tiến hành cái điều trị rituximab này khá sớm và cũng đã có những cái công bố nhất định, nhưng mà nó vẫn chưa được đồng thuận lớn trong cái việc sử dụng trong cho một cách rộng rãi hơn. Trên đây là những cái phần trình bày liên quan tới cập nhật hội chứng Guillain-Barré của anh dành cho các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì các bạn lưu ý giùm anh là hội chứng Guillain-Barré là một trong những cái hội chứng nó huyền thoại, được xem là huyền thoại, cũng giống như chúng ta cũng từng học những cái hội chứng khác. Trong bệnh bệnh của chuyên khoa của mình, mỗi chuyên khoa đều có một cái căn bệnh rất rất là nhiều thông tin thú vị và thay đổi theo thời gian. Thì hội chứng Guillain-Barré cũng không có nhiều những cái thông tin mới so với những cái câu chuyện mà chúng ta đã được học trước đây. Những thông tin mà anh chia sẻ ngày hôm nay là những cái đặc điểm nó khác hơn so với những cái bài giảng thông thường một chút. Bởi đó là điều anh mong đợi ở các bạn sau đại học. Hiện nay anh có chia sẻ một cái nghiên cứu có tên là IGOS, thì nghiên cứu này được tiến hành được được thực hiện bởi hội thần kinh quốc tế, kinh ngoại biên quốc tế. Thì nghiên cứu này được tiến hành trên tất cả các cái một rất là nhiều những cái quốc gia ghi nhận tất cả các ca hội chứng Guillain-Barré. Trên cái biểu đồ này chúng ta không có thấy Việt Nam mình được tô màu vàng ha, Việt Nam mình nằm ở đây. Thực ra thì cái thời điểm mà nghiên cứu này được thiết kế năm 2017 thì thì Việt Nam mình hoàn toàn không có. Đến khoảng 2019 thì anh có tham gia một cái nhánh nhỏ trong cái nghiên cứu IGOS này, nhưng thực sự nó rất là nhỏ. Cái biểu đồ này được vẽ năm 2017 thì không có Việt Nam. Thì các cái câu chuyện mà truyền cảm hứng cho chúng ta hiện nay đó là nếu chúng ta thích thú một cái chủ đề nào liên quan đến cái bệnh mà mình mong đợi thì chúng ta sẽ đi tìm những cái nhà đương đại về lĩnh vực đó để chúng ta tìm đến, và chúng ta sẽ có những cái bài học nhất định từ những cái chuyên gia này, mình gọi là những cái thánh sống. Trong mỗi chuyên ngành đều có những nhân vật được xem là thánh sống trong ngành của mình. Bản thân các bạn anh tin rằng là các bạn cũng có những cái người thánh sống của mình
và chúng ta sẽ đi tìm tới những cái tài liệu chính thống từ những tác giả đó để chúng ta có thể có thêm những cái hứng thú khi mà chúng ta học tập cũng như là làm việc với những cái căn bệnh mà chúng ta đặc biệt quan tâm. Thì trên slide này là những cái người thánh sống hiện nay đang 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 dẫn đầu về câu chuyện của Guillain-Barré, và một trong những người rất gần đó là tác giả Umarbati, cũng là một trong những người thầy của anh. Kết luận thì hội chứng Guillain-Barré hiện nay chúng ta sẽ được gọi là một cái bệnh thần kinh ngoại biên do miễn dịch cấp tính và có nhiều thể. Các bạn lưu ý giùm anh là chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ này chứ không sử dụng thuật ngữ cũ nữa. Thứ hai là chúng ta có những cái thể lâm sàng mới, có tiêu chuẩn chẩn đoán, có thang điểm tiên lượng, có cập nhật về tiêu chuẩn điện cơ. Điện cơ thì nó hơi xa đối với các bạn một chút. Trong từng tình huống thì chúng ta sẽ cân nhắc điều trị, và trong đó có cân nhắc sử dụng liều IVIG thứ hai nữa chứ không phải là một 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 cái điều trị IVIG giống như là trước đây. Trong tương lai, đối với những cái thể mà Guillain-Barré đáp ứng kém với điều trị á, thì có thể sẽ có những cái thuốc mới. Đây là cái trang web guillain-barre-cidb.org, nếu mà các bạn có thể vào trong trang web này để tìm kiếm thêm thông tin. Ngoài ra thì tài liệu chính thống dành cho buổi học hôm nay cũng như là thi cử cũng như là các cái phần học của các bạn thì các bạn xem giùm anh trong giáo trình thần kinh học của bộ môn thần kinh, quyển ấn bản mới xuất bản cuối năm 2010 đầu 20 cuối năm 2020 đầu 2021. Anh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bây giờ thì anh sẽ dành thời gian để cho các bạn đặt câu hỏi và thảo luận ha. Cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì các bạn có thể rời lớp và chúng ta nghỉ ha. Cảm ơn các bạn. Dạ thầy ơi. Nè, bạn nói đi ạ. Dạ thầy ơi, dạ thầy cho em hỏi là theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Guillain-Barré thầy thì bệnh nhân phải liệt nặng dần tứ chi, tăng dần mắt phản xạ băng cơ hoặc là có thể có khá khá là đối xứng á. Em không biết là ngay khúc đầu thì thầy có giảng một cái khúc là em biết em hiểu sai không, mà thầy có nói là có thể là bệnh nhân có thể liệt hai chi dưới hoặc là có thể liệt một chi, thì em không biết là nó có bị mâu thuẫn không thầy. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Hoàn toàn không có mâu thuẫn. Các bạn đọc lại trong tiêu chuẩn chính đó. Tiêu chuẩn cái đặc điểm bắt buộc phải có của hội chứng Guillain-Barré, nó không có cái ý là đối Dạ thầy ơi, thầy bị tắt mic rồi ạ. các bạn coi lại cái tiêu chuẩn của việc chẩn đoán á, hoàn toàn không có cái chữ là đối xứng. Trong cái đặc điểm bắt buộc phải có của hội chứng Guillain-Barré trong cái bản này, đây là bản tiếng Anh nhưng mà chúng ta có bản tiếng Việt ở trong sách đó các bạn. Đây, liệt tiến triển của hơn một chi, như vậy thì người bệnh có thể liệt một chi hoặc liệt hai chi đều được. Còn cái tiêu chuẩn mà hỗ trợ supportive có nghĩa là tăng thêm cái tính chính xác của chẩn đoán, cái này các bạn lưu ý là đây là tiêu chuẩn đòi hỏi phải có và tiêu chuẩn hỗ trợ cho việc chẩn hỗ trợ có nghĩa là làm tăng thêm cái việc tính chất chẩn đoán, chứ nó không phải là tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn không phải là tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn phụ ha các bạn. Tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn cần có là chỉ cần một chi là được. Còn nếu như người bệnh đã đối xứng nữa là nằm trong tiêu chuẩn supportive, thì nếu mà supportive có nghĩa là cái mức độ chẩn đoán của mình chính xác hơn thôi, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì cả ha. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu các bạn nào có hỏi nữa thì các bạn tiếp tục hỏi Dạ thầy ơi, thầy cho tụi em xin slide được không ạ? Như đã chia sẻ từ đầu bài thì cái bài Guillain-Barré này anh chia sẻ hôm nay nó không nằm trong cái bài thi của các bạn. Bài thi chính thức của các bạn nó sẽ nằm trong bài Guillain-Barré chính thống bình thường mà các bạn đã học từ thời sinh viên Y5. Và nếu các bạn cần một cái bài test đầy đủ thì nó nằm trong cái quyển giáo trình thần kinh học của bộ môn thần kinh, đúng một cái bài hội chứng Guillain-Barré luôn, cho nên các bạn sẽ học ở trong đó. Còn cái bài này chủ yếu là anh muốn khơi gợi thêm những cái thông tin liên quan đến Guillain-Barré thôi, nên các bạn nhớ không nhất thiết phải có bộ slide này. Dạ em cảm ơn thầy.
À, một lần nữa anh nhắc lại, nếu các bạn có hỏi thì các bạn hỏi luôn, còn nếu các bạn không có gì để hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học. À, anh vẫn tiếp tục chờ các bạn, nếu các bạn hỏi, còn không thì các bạn cứ lần lượt rời khỏi lớp ha. Cảm ơn các bạn. Dạ anh ơi, anh cho em hỏi là slide bài đâu đầu á anh? Chưa, chị thư ký chưa gửi cho tụi em đó anh.